nóng, Thái Lan bắt giữ nhà hoạt động người thượng Y Quynh Bắp theo yêu cầu của Việt Nam. Người tị nạn thượng tại Thái Lan đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, đặc biệt là những người có tên trong danh sách truy nã của Công an Việt Nam. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 25 tháng 6 đưa tin Thái Lan xác nhận bắt giữ Y Quynh Bắp theo yêu cầu của Việt Nam. Bản tin cho biết một tòa án Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ ông Y Quynh Bắp theo yêu cầu dẫn độ của chính quyền Việt Nam dựa trên phán quyết của tòa án Việt Nam rằng ông Bắp phạm tội khủng bố. Được biết, ông Y Quynh Bắp đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 11 tháng 6 với cáo buộc lưu trú quá hạn. Theo đó, ông Y Quynh Bắp, 32 tuổi, là thành viên sáng lập của tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, một tổ chức chuyên đấu tranh cho nhân quyền và quyền tự do tôn giáo của các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên. Ông đã bị chính quyền Việt Nam đàn áp sau các hoạt động nhằm cổ vũ nhân quyền và tự do tôn giáo của người thượng ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam vào năm 2018. Ông đưa gia đình sang tị nạn tại Thái Lan và đã được Văn phòng Cao ủy về Người Tị Nạn của Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn, chờ đi định cư ở quốc gia thứ ba. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng bày tỏ sự quan ngại về việc chính quyền Thái Lan bắt giữ và truy xuất ông Y Quynh Bắp về nước, đồng thời lo ngại ông sẽ phải chịu án tù lên đến 10 năm với tội danh khủng bố liên quan đến vụ tấn công vào hai trụ sở của chính quyền địa phương ở tỉnh Đắk Lắk vào hồi tháng 6 năm 2023. Nhưng ông Y Quynh Bắp cũng bác bỏ tất cả các cáo buộc với ông trong vụ án vừa kể trên. Tướng cảnh sát Thái Lan, cố vấn cho phó cảnh sát trưởng Thái Lan cho biết vụ việc của ông Y Quynh Bắp đã được tòa án hình sự Thái Lan lên lịch và dự kiến sẽ đưa ra xét xử vào ngày 15 tháng 7 tới đây. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA cho biết họ đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội và đề nghị cho ý kiến về xác nhận trên của nhà chức trách Thái Lan, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Được biết, vụ bắt giữ này đã gây chấn động cộng đồng người Việt Nam tị nạn tại Thái Lan, đặc biệt là cộng đồng của người Tây Nguyên đang tị nạn tại nước này. Họ đã kêu gọi các tổ chức nhân quyền và truyền thông quốc tế lên tiếng kêu gọi Thái Lan không cưỡng ép ông Y Quynh Bắp hồi hương vì lo ngại cho sự an toàn của ông. Theo ông Y Pikhok, đồng sáng lập viên của nhóm người thượng công lý đã đưa ra tuyên bố như sau: "Chúng tôi kêu gọi Việt Nam và Thái Lan cân nhắc kỹ lưỡng và tôn trọng nhân quyền. Việc cáo buộc ông Y Quynh Bắp cư trú bất hợp pháp là điều không công bằng khi ông có lý do chính đáng để xin tị nạn." Ông Y Quynh Bắp cho rằng nếu bị ép buộc trở về Việt Nam sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm với sinh mạng của ông Y Quynh Bắp. Đại tướng Hoa Kỳ cho biết Giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế bà Elite đã viết trên trang Twitter, là mạng xã hội trước đây là X bây giờ, vào ngày 23 tháng 6 khẳng định rằng Tổ chức Nhân quyền Quốc tế rất quan tâm về sự an toàn của ông Y Quynh Bắp và về khả năng ông được xét xử công bằng tại Việt Nam. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã đồng loạt bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về việc chính quyền Thái Lan bắt giữ ông Y Quynh Bắp, đồng thời cũng kêu gọi trả lại tự do cho ông này ngay lập tức và vô điều kiện, và dứt khoát không được dẫn độ ông về Việt Nam. Theo Đại tướng Hoa Kỳ, Thái Lan và Việt Nam trong quá trình đàm phán về một hiệp định dẫn độ chính thức trong vài tháng tới đây, Thái Lan từ lâu đã không an toàn cho người tị nạn chính trị đến từ Việt Nam với hàng loạt các vụ bắt cóc đình đám của Công an Cộng sản, như vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất vào năm 2019 và vụ bắt cóc blogger Thái Văn Đường vào ngày 13 tháng 4 năm 2023, là những ví dụ điển hình bị giới bảo vệ nhân quyền cực lực phản đối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Nóng, Thái Lan bắt giữ nhà hoạt động người thượng Y Quynh Bắp theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Vì sao Quốc hội dỡ bỏ đề nghị của Nguyễn Hòa Bình về việc hạn chế phóng viên tác nghiệp tại tòa? Giới quan sát cho rằng ở Việt Nam, việc đưa tin hình ảnh tại các phiên tòa mang tính nhạy cảm chính trị thường bị hạn chế, thậm chí các phiên tòa này còn sử dụng biện pháp không cho phép ghi hình, ghi âm. Đây là một bước lùi của ngành tư pháp nói chung và ngành tòa án nói riêng. Báo Lao Động vào ngày 24 tháng 6 đưa tin với tiêu đề "Không đổi tên tòa án tỉnh huyện cho ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa". Bản tin cho biết sáng ngày 24 tháng 6, với đa số đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua luật tổ chức Tòa án Nhân dân có sửa đổi. Theo đó, sau khi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Lê Thị Nga cho biết Tòa án Nhân dân tối cao và Thường trực Ủy ban Tư pháp đã thống nhất sẽ tiếp tục giữ nguyên quy định về Tòa án Nhân dân cấp tỉnh, Tòa án Nhân dân cấp huyện như luật hiện hành. Đáng chú ý, Quốc hội đã đồng ý cho phép ghi âm toàn bộ diễn biến phiên tòa với điều kiện được sự đồng ý của chủ tọa và những người liên quan. Đây là vấn đề đã gây tranh cãi trong thời gian qua, theo yêu cầu xuất phát từ Tòa án Nhân dân tối cao từ năm 2022, trong việc đề nghị Quốc hội xem xét về pháp lệnh mới
siết chặt việc ghi âm, ghi hình, đưa tin từ các phiên tòa xét xử ở tòa án, theo Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Chí Tuệ khi trình bày tờ trình tòa án này trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 8 năm 2022, đã nói rằng các hành vi cản trở hoạt động tố tụng xảy ra ngày càng nhiều, có xu hướng gia tăng, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ việc, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giải quyết vụ việc của cơ quan, người có thẩm quyền, tính tôn nghiêm và quyền uy của tư pháp. Theo đó, việc các nhà báo ghi âm, ghi hình hoặc ghi hình có âm thanh hội đồng xét xử mà không được sự đồng ý của chủ tọa phiên tòa sẽ bị phạt từ 15 triệu đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Việc cản trở tác nghiệp của phóng viên sẽ làm ảnh hưởng đến quyền tác nghiệp của báo chí và khó đảm bảo tính chính xác của thông tin được truyền tải từ các tòa soạn báo. Trước đó, Tòa Nhân dân tối cao từng đề xuất hạn chế cả việc ghi âm và ghi hình tại phiên tòa chỉ được thực hiện trong phần khai mạc và tuyên án. Như vậy, quy định chính thức tại luật tổ chức Tòa án Nhân dân tối cao năm 2024 về việc cho phép ghi âm, ghi hình tại phiên tòa được đánh giá là mở hơn so với trước đây. Ngoài ra, theo quy định mới, không hạn chế thời gian ghi âm. Được biết, trong thời gian gần đây, cả Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Hội Nhà báo Việt Nam đã nhiều lần có văn bản đề nghị cần phải cho phép ghi âm, ghi hình diễn biến các phiên tòa công khai. Đồng thời, Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cũng đã đề nghị quy định theo hướng tạo điều kiện cho báo chí đưa tin chính xác về vụ án, chứ không nên hạn chế những điều không cần thiết. Theo giới chuyên gia, việc phát trực tiếp hay tạo điều kiện cho phóng viên tác nghiệp tại tòa có thể giúp làm minh bạch hơn đối với ngành tư pháp, nhưng bên cạnh đó cũng có lo ngại rằng điều này sẽ gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư hay phán quyết của tòa án. Đây là vấn đề quan trọng sẽ được chủ tọa phiên tòa quyết định cụ thể riêng nếu cần. Công luận thấy rằng Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình cũng như các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải thay đổi tư duy ban phát, mà cần phải ý thức rằng người dân cũng như các phóng viên được phép làm những gì pháp luật không cấm. Đồng thời, chính quyền cần phải từ bỏ tư duy quyền lực độc tôn và đảng thì luôn đúng. Việc hạn chế ghi âm, ghi hình tại tòa là bằng chứng cho thấy ý thức không chịu thua dân của Chánh án Nguyễn Hòa Bình một lần nữa lại thất bại trước lẽ phải. Theo giới quan sát, trong bối cảnh quyền lực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang suy giảm bởi nhiều lý do khác nhau, cho nên thời gian gần đây Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có vai trò khá mờ nhạt trên chính trường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Vì sao Quốc hội dỡ bỏ đề nghị của Nguyễn Hòa Bình về việc hạn chế phóng viên tác nghiệp tại tòa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.